Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tối qua thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Giải thưởng được tổ chức 2 năm một lần nhằm động viên và tôn vinh các doanh nhân trẻ đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội. 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất thành phố đã được bầu chọn và tuyên dương. Đây là những doanh nhân đã dẫn dắt doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, có nhiều sáng kiến trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Điển hình như doanh nhân Trần Văn Long đã có hướng đi khác biệt khi tiên phong ứng dụng đồng bộ giải pháp công nghệ số trong các mảng hoạt động của công ty truyền thông du lịch Việt, giảm thiểu chi phí kinh doanh, nhanh chóng trở thành một trong 10 công ty du lịch hàng đầu tại Việt Nam, và đó truyền cảm hứng trong cộng đồng khởi nghiệp. Qua 10 lần tổ chức, giải đã vinh danh gần 130 doanh nhân trẻ xuất sắc và tiêu biểu thành phố.